Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu clip xóa mật khẩu bộ F9 này. Chứ bộ F9 bị dính mật khẩu, máy không thể nào reset được. Đây là clip dịch vụ các bạn, chứ không phải clip hướng dẫn nha. Các bạn nào có nhu cầu liên hệ địa chỉ trên màn hình thì mình Tây Thục Mobile, 380 đường 3/2, phường 12, quận 10. Thời gian làm máy này chỉ trong vòng khoảng 5 đến 10 phút thôi. Bạn có thể ngồi chờ để lấy liền. Nhà máy không thể reset được trong recovery. Giờ mình sẽ tiến hành xóa nước. Bạn nào có bị dính mật khẩu hay quên tài khoản Google gì mà không thể đăng nhập được, rồi bấm bát không đúng, vân tay không xài được gì đó thì liên hệ bên mình để gỡ bỏ nha. Địa chỉ là 380 đường 3/2, phường 12, quận 10, Tây Thục Mobile. Thời gian xóa là từ 5 đến 10 phút, có thể ngồi chờ lấy liền. Và đây là sau khi mình đã xóa xong rồi nè. Thì mình add vô trong dọn ngôn ngữ. Nhắc lại đây là clip quảng cáo dịch vụ nha các bạn, không phải clip hướng dẫn nữa. Xin cảm ơn các bạn đã xem clip.